Chúng tôi thương lòng chiều. Học dung làng em hàng hoa và thơm hát bồ hoa. Hồ Tây đôi bên trong tình yêu hoa lúa rộn ràng. Rất là đặc biệt, với diễn viên phụ họa cũng rất là đặc biệt luôn. Và tôi cảm tưởng như là chú Cún nằm ở trong tay Tùng Dương, không hiểu điều gì đang xảy ra nữa. Chú Cún ở nhà tên là Divo. Tên là Divo luôn. Vợ đặt cho. Ừ. Dương bắt được cái thần gì của các diva? Ví dụ như Thanh Lam, đặc trưng của chị là gì? Đặc trưng của chị là đàn áp. Đàn áp. Lấy đẻ luôn. Chia tay anh, chia tay anh, chia tay anh, chia tay Hoàng Hơn. Chia tay em, chia tay hàng cây. Gửi lại cho anh à, trái tim thấp lửa. Gửi lại cho anh một nữa. Vâng, 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 vâng. Và tôi hoàn toàn hiểu được sự đàn áp là như thế nào. Một giọng ca cá tính hơn, Thu Minh chẳng hạn thì sao? Mong chờ anh về, mang lời tình ấm môi nồng, trao nụ hôn đầu, để bên em hát khúc nồng say. Mong chờ anh về, mang lời tình yêu đầu, bên em chẳng cay. Là Phương Thanh. Trong vắng chiều nay, sáng trong lòng em, tình em còn đây, còn trong nồng say, và em ngồi đây chờ ai đợi ai. Một yêu cầu nữa để đạt điểm 10 thôi. Nào bây giờ hát một bài của cháu Amy xem có đủ thuyết phục không. Baby baby muốn sao đây, muốn sao đây. Baby baby tính sao đây. Yêu không yêu thì yêu thì yêu. Yêu baby yêu không yêu thì yêu thì yêu. Tùng Dương và Amy trên sân khấu của cuộc hẹn cuối tuần. Và tôi xin chào cho Tùng Dương danh hiệu ông vua nhại giọng của làng nhạc Việt, thưa quý vị, đó là Tùng Dương.